ngày nay mẹ vịt xóm chế ngày muốn mẹ vịt xóm cái tì bằng đèn xóm cái tì nông xóm chế dương chế đôi khi thế gần tới mũi cô đốn mũi ắt cổ hay bờ dương cô tì đốn cho mũi có dương dương trâu vô tôi chẳng hối bờ dương ngô dương ắt bạc chẳng hối dương dương bạc ắt bạc cô có thì dương vô ngô không nghe tập nói anh bởi dương cô đốn dương dương ăn cả bán dương chừng hơi cả bàn bởi dương ắt cô đốn dương miền tập ngô hay dương ngô cho ăn bàn dương ăn bàn có nói. Okay, so I wanted to let my mom clarify the difference between the two recipes since they do look similar. So let's go ahead and get started on the recipe. Xong chế, rồi miền có, miền sợ, miền xe chó, miền chế, hơi miền sân đề ní dương mần trâu cá dương bài dây bởi dương chô chật hơi bền bền ní dương trâu tạc đạc bởi dương ọt đạc xòm dương liều rồi bởi nế vinh xòm chị hơi lâu ní mẹ đạc bền bền bằng xòm dương bởi nế dương đạc bền bình bền này dương đạc mình dù. Here we have 7 cups of our prepared sweet rice. We soaked it for no less than 3 hours, and to that we added 1 teaspoon of salt. Hồi mẹ đi em bên rồi hết, lâu mẹ đặt gặp thằng đây. Mẹ cho chặt gặp thằng đây. Now this is a place of preference. You can add as many black beans as you want. Hồi dừng lên bên lâu mờ tối ở vì cũng ở vì liều xòm dừng. Bởi dương trong đạc tí dương đạc đồn cô hoặc đạc đồn vô tực viện đôi mình nhé. Và nên mẹ đạc đồn này. Lâu ní dương liên bền cho môi chê. Dương trâu thơ nông đai ở viện. Ôi bền dương xa mơ. Chế đôi khi niềm mình nhé. Đôi xóm cái tí. Để thôi. Hơi vì dương trong ôi chê dương tuân dương cho bạch đai thôi. Bởi dương trong ôi chê dương tuân ôi dương cũng ôi mơ tôi khơi như vậy dừng nhầm luôn đấy nhưng bạch ở chị một tuần đầu đấy mẹ mẹ bị bình... sợ chị đi việc chạy đâu vậy nhưng chưa chất xóm ở miền cò cho nó nhìn đã như cái bài chế dương chế bàn bài ở chế tuần bài chế ní dương vị chế tinh tam xà kiêng bàn dương bài chế ní thì chế na cái dương vị bàn đây dương đại đại dương chế mốt gọi sợi lợn chế dương cái chọc sợi lợn chế và dương cái đập bìa tầng á và dương sợi bệt viên chế mốt dương bệt viên chế mốt dương cạch viên chế sân hơi dương đồng bìa dương đồng bìa co bìa tầng chế thố hơi mà đóng lấy dương cạch khăn này cái này tôi dùng bật chè nó đôi nè đôi ăn xong chừng hồi chứ đập mè vịt mùi thịt
Đó mẹ mẹ tròn rồi mơ. Mẹ tròn. Bởi dưng ngó dưng tròn chụp nha pi cái bàn dưng. Bởi dưng ngó á. Tròn. Xin lỗi như vừa rồi. Dưng tròn chụp nha pi cái bàn. Hơi dưng. Dưng chụp xe tròn nha mốt. Hơi dưng tròn tròn tầm mối bàn. Tròn tầm mùi chè. Nó mê tròn tầm mùi. Bởi dương vịt lụa dương trâu bị giặt tích ở việc sát ở việc sớm mơ bởi dương vịt lụa bởi dương vịt nhằm luôn anh chứ dương lâu ní mẹ vịt đi hơi mẹ đã trốn tự phải chón dương trâu tròn ở tầng á thì dương sành dương dương chong chong chết cả bàn hay dương chong chong bay cái nát chết cả bàn sành dương và complete chong ở việt tân không bờ ắt tân việt bé vì chôn tự cười nhưng mày nhau dù bên nào anh ấy xóm ngô ní dù mình đôi anh xóm chẳng hồi gì dương ngô mà mong tới dương bọt mưa mùi bởi dương bọt mưa đừng thà việt chân hết và dương phòng việt ai dương công việc thông ngô dù thế bây dương chọn bàn thông dương dương ngô dù một tí nè thôi yes. Okay, welcome back. So it's been about an hour and a half to 2 hours and our Psalm J is done. So I already have one that's already opened here. So I'm going to go ahead and give it a taste test. This Psalm J is perfect. It's very sweet from the bananas. The black beans kind of give it a little nutty taste. It's very sticky. Overall, it's just perfect. Okay, so that is our video on how to make a Psalm J. It's a perfect snack. We usually make this around Cambodian New Year or any Cambodian festivals. So I hope you guys give this a try soon. I think you guys will really like it. And if you guys never made it before, but you always seen your parents make it, now you know how. So there you go. Thank you for watching and have a good day.